nó giống tao. Nó thì bị bỏ rơi ở quán bar, còn tao bị bỏ rơi không biết bao nhiêu đêm ở sới bạc. Mày nghĩ thế nào khi bị mang đi như thế, rồi tỉnh dậy một chỗ chỉ có một mình? Không sợ ma, không sợ người, mà sợ bị bỏ rơi. Dạo này anh có vẻ lắm tâm sự hay sao nhỉ? Ít nói hẳn. Cứ nghĩ đến vợ con là đau hết cả đầu. Một loại vợ như thế thì cho vào dĩ vãng luôn thì đỡ phải đau đầu anh ạ. Nhưng đấy là mẹ của con tao. Ơ, thằng Chí kìa. Này, lên xe. Sao tao ăn thịt mày à? Hay để tao bế mày lên? Cà phê tí đi. Nhìn mặt mày tí tâm trạng rồi đấy. Không gửi nước anh ạ. Thằng cu như nào rồi? Ổn rồi. Em mày định tính như nào? Cứ để nó theo mẹ nó thế à? Mình biết là chỗ đấy không dành cho trẻ con rồi. Con tao tự biết lo. Cái loại mày thì lo cái gì? Lo thì đã không để nó vạ vật như thế. Mày có vẻ sốt sắng với thằng cu hơn tao ấy nhỉ? Có ý gì à? Theo mày tao có ý gì? Nó giống tao. Nó thì bị bỏ rơi ở quán bar, còn tao bị bỏ rơi không biết bao nhiêu đêm ở sới bạc. Mày nghĩ thế nào khi bị mang đi như thế, rồi tỉnh dậy một chỗ chỉ có một mình? Không sợ ma, không sợ người, mà sợ bị bỏ rơi. Tao muốn mày xử nó luôn, nhanh gọn, kín đáo. Thời buổi này đâu phải muốn làm gì thì làm đâu sếp. Không một thằng nào được phép trèo lên đầu lên cổ tao. Mày tính thế nào thì tính, nó phải chết. Em không tính được. Đời em còn dài hơn đời sếp. Em đâu có thể đánh đổi được. Sếp bảo em làm gì cũng được, kể cả em có liều mình cứu sếp. Nhưng lấy máu người khác thì không. Đấy là nguyên tắc sống của em. Thế thì mày làm cho tao làm cái gì? Ăn tiền của tao mà lại không chịu làm cho tao? Khắc chó gì ăn xin? Thằng này không ăn không ăn hỏng vai bao giờ cả. Đời có qua có lại thôi. Tôi và sếp chả ai nợ ai đâu. Nói thế cho nó buông. Chị đang bị như này đúng không? Thật ra cũng khó. Vừa đáng vừa không đáng. Nhưng mà rõ ràng là trước kia anh Chí trở về thì nhà chị chả bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Em không bênh anh Chí không? Nhưng mà việc xảy ra giữa chị với cả anh Tuệ là việc của hai người, và là do tính cách, suy nghĩ của hai người khác nhau. Thế tại sao chị lại đổ lỗi cho người khác như thế? Nhưng mà nếu như không có biến cố của anh Chí thì chả bao giờ có chuyện xảy ra như thế này. Lỗi không phải của mình chị đâu. Thì bây giờ em hỏi chị nhá. Đời người có ai là không có biến cố không? Biến cố của chị là gì? Chị bị lừa chứ bị gì nữa? Nần thì đầm đìa ra. Do ai gây? Chị chứ ai?
tại sao lại đổ hết lỗi cho anh Chí như thế nhở? Anh ấy có cầm tay bắt chị làm cái nhiệm vụ kiếm tiền ở trên mạng không? Ông vẫn phải làm ăn, tôi vẫn phải sống tiếp, cho nên tôi muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, ngay tại đây. Chỉ cần ông biết đây là chuyện giữa tôi và ông, chấm hết. Đấy là mày muốn, không phải là tao, hiểu chưa? Thế ông muốn cái gì? Tao muốn mày sẽ phải giống tao, cả đời sẽ phải ngồi xe lăn. Đừng! Tùy. Tôi đã vào đến đây rồi, ngại cái gì nữa? Đây là cuộc chơi giữa tôi và ông, chơi cho đàng hoàng tí.